Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện có thật với một nhân vật có thật. Đó là câu chuyện Cô gái thoát khỏi địa ngục đàn áp ở Trung Quốc, kể lại những ngày sống trong sợ hãi. Vâng, thưa các bạn, một cô gái trẻ đã tìm được cuộc sống bình yên tại Hoa Kỳ sau nhiều năm sống trong sợ hãi trên chính quê hương của cô, cách đó nửa vòng trái đất. Cô Pechiku, 30 tuổi, đã có trong tay tấm bằng thạc sĩ tại Mỹ về quản lý khách sạn. Điều đó giúp cô có được một công việc tốt tại một chuỗi khách sạn nhỏ ở nơi đất khách quê người. Cô chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên về khoảng thời gian 16 năm cô sống trong nỗi sợ hãi về Trung Quốc. Lý do chỉ vì cô tập Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công phổ biến tại nhiều nước trên thế giới nhưng bị đàn áp đẫm máu tại Trung Quốc từ năm 1999. Một năm trước khi cuộc đàn áp bắt đầu, cô Cu khi đó mới 11 tuổi bắt đầu luyện Pháp Luân Công cùng mẹ cô. Theo một nghiên cứu chính thức, những năm đó có khoảng 70 triệu người dân Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công. Nguồn tin từ Pháp Luân Công cho biết con số này là hơn 100 triệu người. Là môn khí công thuộc trường phái Phật gia, Pháp Luân Công tôn vinh các giá trị đạo đức tốt đẹp gắn liền với chân, thiện và nhẫn được nêu trong cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cô Cù chia sẻ, tôi luôn tìm thấy ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, về vạn vật trong Đại Pháp, cũng như làm thế nào để trở thành một người tốt và làm thế nào để vượt qua những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, ông Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước khi đó, đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo chống lại Pháp Luân Công, chủ yếu là vì lòng đố kỵ trước sự ưa chuộng của người dân đối với một môn tập tự nguyện miễn phí. Các kênh truyền thông liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi và lòng thù hận của công chúng đối với Pháp Luân Công nhằm biện minh cho cuộc đàn áp trên phạm vi toàn quốc. Tôi đã bị sốc bởi vì nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi được biết thông qua luyện công và đọc sách Đại Pháp. Bởi vì Đại Pháp luôn luôn bảo bạn làm một người tốt bằng cách làm theo các nguyên tắc của chân, thiện và nhẫn, cô Cù cho biết. Cô Cù và mẹ mình đã cố gắng giải thích về những lời vu khống đối với những người xung quanh, kể về những cải biến sức khỏe mà họ có được nhờ tập Pháp Luân Công. Tuy vậy, những hành động này đã khiến họ lâm vào tình cảnh bị bức hại, bắt giữ và đe dọa. Là người con duy nhất trong một gia đình có cha mẹ hết mực yêu chiều, nữ sinh Pechiku bắt đầu biết đến tai họa vào tháng 2 năm 2006. Đó là ngày tôi sẽ không bao giờ quên, mẹ tôi và tôi đã bị bắt, cô Cù kể lại. Khi đó, mẹ con cô đang ở một khách sạn với gia đình của người dì trong một chuyến du lịch. 6 người chúng tôi đã bị bắt giữ, bị công an thẩm vấn và tra khảo riêng biệt, cô Cù cho biết. Sau đó, họ phát hiện rằng chỉ có mẹ con tôi tu luyện Pháp Luân Công và vì thế họ đã thả tự do cho cả gia đình dì tôi. Vụ bắt giữ xảy ra sau khi cô Cù và mẹ cô nói chuyện với một người chủ cửa hàng rằng họ đã trở nên khỏe mạnh và tốt hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Cô Cù và mẹ cô đã tặng những người bán hàng tại khu nghỉ mát các đĩa DVD có chứa thông tin thật sự về cuộc đàn áp. Mẹ cô đã bị đưa vào trại giam, con cô được thả về với cha, kèm một lời đe dọa rằng nếu ông không trông nom cẩn thận thì họ sẽ ngăn cản việc học tập của tôi và làm hỏng tương lai của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cha tôi tuyệt vọng như vậy, cô Cù cho biết. Cha của cô Cù đã cam đoan với công an rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Ông thậm chí còn xin ngồi tù thay con gái nếu cô bị bỏ tù, với hy vọng rằng việc học hành của cô không bị gián đoạn. Vì sợ các cơ quan chính quyền trả thù,
Người thân của cô đã quay lưng lại với gia đình cô. Họ đã bỏ rơi chúng tôi trong đêm tối. Tôi sẽ không bao giờ quên được. Họ đã bỏ đi và không bao giờ đến thăm cha tôi. Thay vì đưa ra giải pháp, họ tập hợp tất cả người thân của chúng tôi, nguyên rủa chúng tôi và đổ lỗi cho chúng tôi, cô cụ giải thích. Không ai sẵn lòng giúp chúng tôi thoát khỏi tình cảnh đó. Vì vậy, tôi cảm thấy cả gia đình đã sụp đổ. Cô cho biết, kể từ ngày bị bắt cùng mẹ, tôi đã sống trong nỗi lo sợ bị đàn áp. Tôi không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ hơn xảy ra với mình. Vì vậy, điều duy nhất trong tâm trí tôi suốt 4 năm học đại học ở Trung Quốc là làm thế nào để trốn thoát khỏi nơi đó, cô cụ cho biết. Một vài cơ hội được sống ở nước ngoài đã đến với cô và điểm dừng chân cuối cùng là nước Mỹ. Với sự trợ giúp của các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, tôi đã bước ra khỏi nỗi sợ hãi từng chút một, cô cụ chia sẻ. Ước mơ luyện Pháp Luân Công. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô cụ đã thử sống ở một số nơi bên ngoài Trung Quốc. Tôi có một công việc và công ty đã cử tôi sang Lào, một nước đang phát triển. Tôi tự nhủ thà sống ở đó còn hơn trở lại Trung Quốc. Cô nói, ở đó cô sẽ không phải lo bị bắt cóc. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy sợ hãi vì điện thoại của cha mẹ cô vẫn bị công an địa phương theo dõi. Công việc của cô tại Lào là làm cho một khách sạn và cô trở nên yêu thích lĩnh vực này. Vào năm 2014, cô được nhận vào một trường đại học của Mỹ và sau đó hoàn tất khóa học thạc sĩ về quản lý khách sạn. Ngôi trường này đã cho cô cơ hội được tham dự một hội nghị ở nước Cộng hòa Dominica, nơi cô có thể công khai luyện Pháp Luân Công, lần đầu tiên kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu. Khoảnh khắc đó thật là đẹp. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi được ngồi và luyện công với các học viên. Tôi đã nhận ra rằng cả thế giới chào đón Pháp Luân Đại Pháp, cô cụ cho biết. Môn tu luyện này có nguồn gốc ở Trung Quốc, nhưng đáng tiếc là hầu hết người dân Trung Quốc không biết được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau đó, cô cụ quyết định sẽ tiếp tục những điều cô từng làm ở Trung Quốc. Cô luôn nói với những người khác, đặc biệt là người Trung Quốc, rằng Pháp Luân Đại Pháp là gì và sự kỳ diệu phi thường của Pháp Luân Đại Pháp, cô cụ chia sẻ. Cuộc sống mới ở Mỹ. Gần đây, cô cụ đã có cuộc đoàn tụ với cha mình khi ông đến thăm cô tại Hoa Kỳ. Cô rất vui mừng vì sau 2 năm ở Mỹ, cuối cùng cô đã được gặp lại ông. Cô cụ cho biết, tôi chưa bao giờ xa cách khỏi cha mẹ mình lâu như vậy. Cha cô không thể tin rằng cô con gái nhỏ của ông đã có được một cuộc sống mới, bạn bè mới và một công việc tốt đẹp trên đất nước Mỹ. Ông ấy biết tôi đã khó khăn như thế nào khi cố gắng tồn tại một mình, ở mãi bờ phía bên kia của trái đất. Cô cụ chia sẻ. Gia đình của cô cụ hy vọng rằng họ sẽ sớm được đoàn tụ vĩnh viễn. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.